Đi ra đây, giờ này nấu cơm mà em cơm em, nước thì hết à, em về thua phải chi làm điện cô cố cái mỗi đi thôi em cho em chủ bát đi cố người khác nấu rồi nào đưa đây tao không nghe tao phải cho mày đi bốc cướp mới được không chứ bẩn à, hôm nọ mình cho thằng nào dám cướp đấy là trắng như một nào đấy còn biết thua hôi thế ôi chết khăn này kia rồi ải hôi thế đưa thế nào à vẫn buộc được rồi nào để xe đây chung ôi không nào im ta tao mày mời chết mày kiểu gì là dính bốc cướp mà tí nữa em phải đi đi ăn cơm bố thì cũng phải ăn cướp xong đã à bốc cướp xong đã à, rồi lên xe đi nào à đi vào đây cho mày bốc cướp nha nào sờ đi thấy đi cướp chưa ha đây mở ra thấy không chúng ta trò chơi thương mại hôm nay không phạt mày nó cho mày chơi phạt kiểu này lâu nay em muốn chưa à bây giờ lên nhảy lên máy đây lên máy đây à mày cứ đâm đi, mày đâm không được. Thế em đâm đi rồi á, em đuổi mà. Phê không? Sao nó hơi ghê, đâm vào dưới nhỉ? Mày phải lái chuẩn như. Vượt nó đi rồi mãi không sao lên rồi? Được không lên được tốt thế mình lên sắp hết giờ rồi đấy đâm đi nói nó không tin đâu. Đi kém đấy nhỉ, lái Z1000 khỏe thế mà lái không biết lái cái này à? Em đang đi có được đi xe máy em đang chưa tô đâu. Ôi giời, thua rồi. À đi chúng ta cho chơi trò khác. Yeah. Đi lại.
Ôi là tắm nữa cơ. Ông chịch trẻ to quá. Đấy, hôm nào mày hôm nào cho mày đi hẳn đấy, hôm nào cho đi hẳn hoài. Vợ trẻ con nó đái cả hai. Thôi mất rồi.